Chào quý khán thính giả của Bộ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Trong giờ học câu xá luận, Thầy Huyền Châu giảng đến đề tài ba luật nghi trong chương Vô Biểu Nghiệp. Theo luận văn, vô biểu có ba loại là luật nghi, bất luật nghi và phi luật nghi, phi bất luật nghi. Luật nghi là những gì biểu hiện từ trong tâm thức vô hình, như một ranh giới tự hình thành trong tâm, là sự phòng hộ, đình chỉ, tránh bớt phiền não, đọa lạc. Vô biểu là không thể hiện ra, chỉ ẩn tàng trong tâm của người thọ giới. Ví dụ, người Phật tử tại gia thọ năm giới là có vô biểu năm giới, thì hành động của họ là tuân thủ theo năm giới. Luật nghi có ba loại, một là biệt giải thoát luật nghi, đó là giới thuộc phạm vi dục giới trong đời này. Hai là tỉnh lự luật nghi, nghĩa là được biểu hiện ra từ công đức thiền định, là giới thuộc sát giới. Ba là vô lậu luật nghi, chỉ cho giới của Phật đạt đến sự giải thoát trọn vẹn, không rơi rớt lại. Biệt giải thoát luật nghi có 8 thể loại như sau: tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so mana, sa di, sa di ni, u bà tắc, u bà di, cận trụ, tức là bát quan trai. Thầy giải thích, tuy chia ra có 8 loại khác, nhưng thực chất chỉ có 4 loại và có chung một tính chất giải thoát bằng nhau. Loại giới viên mãn gồm có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so mana. Loại luật nghi thấp hơn là sa di, sa di ni, tiếp đến là bát quan trai giới. Loại kế là luật nghi u bà tắc, u bà di, tức là năm giới của người Phật tử tại gia, bởi vì do hình tướng mà phân biệt giới tính nên có tên gọi là nam hay nữ, như là tỳ kheo, tỳ kheo ni, vân vân. Do đó, tự thể của 4 loại luật nghi của người nữ không khác biệt với 3 luật nghi của người nam. Câu hỏi được đặt ra là một người Phật tử nam thọ trì năm giới, phát tâm xuất gia thọ giới sa di, rồi thọ thêm giới tỳ kheo, thì phải chăng luật nghi này khác nhau do tăng cường khả năng viễn ly? Thầy giải thích rằng, ba loại giới này có ba đời sống khác biệt. Thực thể của giới là một đời sống riêng, tự thân của mỗi giới có giá trị khác nhau. Nếu một tỳ kheo có xả giới tỳ kheo và cả giới sa di thì vẫn còn giới ư bà tắc trong tâm họ. Do vậy, luận nói chúng phát sinh như một cá thể toàn vẹn, không pha trộn. Xét về tính nhân duyên thọ giới mà có sự phân biệt đời sống của giới khác nhau. Ví dụ, người thọ giới tỳ kheo thì mức viễn ly sự nguy hiểm cao hơn người sa di. Tuy các luật nghi là cá biệt nhưng có chung một tính chất nên không mâu thuẫn nhau, không do thọ giới sao mà mất đi giới đã thọ trước kia. Thầy giảng đến 4 loại học xứ. Thứ nhất, do thọ lãnh viễn ly năm pháp mà thành tựu luật nghi của người Phật tử tại gia, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu chất sai. Loại thứ hai là lãnh thọ 8 pháp viễn ly, trụ trong bát quan trai giới, tức là giới gần với người xuất gia một ngày đêm, tránh xa giết hại, trộm cắp, phi phạm hạnh, nói dối, uống rượu, hương hoa, tràn hoa phấn sáp và ca vũ nhạc, giường cao lớn, ăn phi thời. Loại thứ ba là lãnh thọ 10 điều viễn ly, trụ trong xa di giới, cần phải tránh xa các điều như vị bát quan trai, thêm vào tránh xa thọ nhận vàng bạc. Loại thứ tư là kiện toàn viễn ly, nghĩa là phải tránh xa tất cả các nghiệp thân và ngữ, người ấy trụ luật nghi tỳ kheo, tức là giới cụ túc. Trong giờ học môn lược giảng kinh Đại Bát Niết Bàn,
Cô Tịnh Quang giảng đến phẩm thứ 15 là Nguyệt Dụ. Nguyệt là mặt trăng và dụ là ví dụ. Đức Phật dạy rằng, ví như có người thấy mặt trăng lặn, cho rằng mặt trăng đã mất. Thật ra, mặt trăng không mất, mà nó đang hiện ra ở một phương khác. Cũng vậy, trong thời kỳ chúng sanh không thấy Phật, họ cho là Như Lai đã diệt độ, nên sanh lòng buồn khổ. Nhưng Như Lai thật chẳng diệt mất như mặt trời, mặt trăng kia. Chỉ vì bị khuất chướng, không thấy, mà người phương này, xứ nọ, cho là mặt trăng có lặn, có mọc, là người trí, đệ tử của Phật, luôn luôn hiểu, Như Lai thường trụ, không biến hoại. Cô giảng, Đức Phật luôn dùng những ví dụ để chỉ dẫn cho chúng ta dễ hiểu. Giáo lý của Như Lai giảng dạy vì muốn giúp cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau, luân hồi sanh tử. Do vậy, chúng ta cần phải có sự tín tâm nơi Tam Bảo và luôn tin nhận rằng Như Lai tánh không có sanh, không có diệt. Vì lòng từ bi bao la mà Thế Tôn thị hiện ở thế gian để giáo hóa chúng sanh và đem lại vô vàn lợi ích. Trong phẩm này, Đức Phật mượn mặt trăng, mặt trời, nhật thực, nguyệt thực và tất cả các vì sao để dụ cho sự hiện hữu, tồn tại của Như Lai Pháp Thân, Phật tánh, Pháp tánh và Tăng tánh. Đức Phật còn dạy cho những hàng đệ tử của Ngài, hãy nhìn Như Lai bằng tuệ nhãn, nhìn qua Pháp Thân mới thấy Như Lai là đích thực, sự thật, Như Lai tánh không có thọ mạng, vẫn thường còn không thay đổi. Cô giảng đến phẩm thứ 16 là Bồ Tát. Theo Kinh Văn, Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, ánh sáng của Kinh Đại Bát Niết Bàn rất là thù thắng đối với ánh sáng của các khế kinh, vì ánh sáng đó có thể chiếu vào tâm khảm của chúng sanh. Mặc dù chúng sanh đó chưa phát tâm Bồ Đề, nhưng có thể làm nhân duyên cho Bồ Đề. Cô giảng, chúng ta có căn lành đã từng trồng sâu gốc rễ trong quá khứ, nên khi nghe qua kinh này, một lần đã gieo vào tâm hạt giống Bồ Đề. Đây cũng chính là kho tàng bí mật rất sâu xa của Như Lai. Vì Đại Bát Niết Bàn, tức là Phật tánh, như Đức Phật đã từng khẳng định rằng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thế nên, người đệ tử Phật chân chánh hãy nên siêng năng tu tập Kinh Đại Bát Niết Bàn. Vì kinh này chứa nhóm vô lượng vô biên công đức lành, chẳng thể nghĩ bàn. Trong phần trực chỉ của phẩm Bồ Tát có nói, Bồ Tát không thể không tu tập Kinh Đại Niết Bàn. Nếu không biết, không tu học theo kinh này thì không có chủng tử Đại Thừa, không có chất liệu Bồ Tát. Tâm hành Bồ Tát không có thì không là Bồ Tát được. Cô giảng, Bồ Tát có ba đức tánh. Thứ nhất là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, tức là các Bồ Tát phải phát tâm từ bi vô hạn để giúp đỡ làm lợi ích cho chúng sanh. Thứ hai là hữu tình giác, nghĩa là phải chứng đắc được, phải có trí tuệ học giáo lý của Đức Phật thì mới có thể giúp chúng sanh giác ngộ. Thứ ba là giác hữu tình, tức là khi đã giác ngộ rồi, Bồ Tát quay trở lại thế gian để cứu độ chúng sanh với lòng từ bi, trí tuệ và vị tha. Kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp cao đẳng sẽ được thầy Nguyên Tâm giảng về yếu chỉ mật tông và cô Tịnh Quang sẽ lược giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kính mong quý học viên đi học đông đủ để tăng thêm sự hiểu biết về Đạo Pháp. Quý vị cũng có thể nghe bài giảng qua Zoom của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà Bồ Đề Phật Quốc .org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên kiểm tra email thường xuyên để biết các thông báo cần thiết. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.